Công đoàn. Bây giờ nói cái gì? Bây giờ thơ toàn bộ kinh thôi em ơi. Bây giờ anh Trường Phú Thiên, cái này em không có đọc được, anh phải viết có dấu bởi vì em quen có dấu. Thật sự là nhiều khi dịch nó bị sai nghĩa. Anh cũng là người dân tộc nè. Em thì em không tính dân tộc Kinh, em chỉ gọi là người Kinh thôi. Thế là không cho ai lên nóc à? Thật sự là có nhiều người lên nhưng mà không 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 thấy ai, không thấy ai kiểu như đang on ấy, kiểu như nói là cho lên hay như nào ấy, cho nên là em cũng cũng chưa duyệt. Mấy đời bích đúc có xương, mấy đời gái đẹp lại thương trai nghèo. Thật ra không phải là cái vấn đề trai nghèo hay trai không nghèo, gái đẹp hay gái không đẹp. Ví dụ như em chẳng hạn thì em sẽ nghĩ là em cần một người thương em và họ có cái gọi là cái nghị lực cuộc sống ấy, cái định kiến cho tương lai ấy. Ví dụ như là người ta nghèo đấy nhưng mà người ta có cái định hướng cho tương lai, ví dụ người ta làm cái gì để người ta nuôi vợ nuôi con, người ta làm cái gì, hai người có thương nhau hay không. Chứ còn ví dụ lấy một người giàu nhá, trước đây chồng cũ của em giàu lắm, làm cơ quan nhà nước tháng vài chục triệu, xong rồi làm thêm, làm rất là nhiều thứ. Thế nhưng mà anh ấy không không tức là cũng không không có những cái định kiến của người đàn ông, cũng không có xác định xây dựng một cái tương lai như thế nào cả. Anh làm được bao nhiêu tiền anh ném vào cái trò chơi game online, lạp game rồi ăn nhậu nọ kia. Ví dụ như vậy, lấy một người thì ví dụ thương một người mà đẹp trai, một người mà giàu mà người ta không có thương mình như vậy thì để làm gì, đúng không? Rốt cuộc lại tóm lại ấy, một người phụ nữ ấy, người ta cũng không cần là phải quá giàu có, chỉ cần một người thương mình, họ hết lòng vì mình, thế còn cuộc sống thì hai người có thể là cùng nhau cố gắng được. Em là người Dao. Lê Úc Thọ sao đẹp vậy trời. Em thì em chẳng thấy em xinh đẹp gì cả, chỉ gọi là không không xúc phạm người nhìn thôi. Thái Hoàng, em hôm nào làm cái bùa nhé. Em cũng muốn làm bùa lắm nhưng mà không biết làm, với lại em thấy người ta nói là làm bùa thì không có không 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 có phúc ấy, không có phúc, không có phần ấy. Em người Dao thì em biết rồi mà, anh chỉ cần nói là anh là người Kinh là em biết rồi chứ không phải là dân tộc. Như Thọ đẹp lắm, cảm ơn anh nhá. Mà cứ khen như thế là phồng mũi và mọc thêm cái mụn nữa đấy. Em ở đâu vậy? Em là người Yên Bái. Chào Thớt, chào An. Chào An An, An Anh. Em 27 mùa xuân rồi, anh Trung Phạm ạ. À, ở đâu? Em quê ở Yên Bái anh ạ. Mai Tây.